đâu nên mình sẽ dẫn các bạn về nhảy không một làm đến 5 giờ sẽ về quay về để nó bay này thì làm chỉ được 2 tiếng đồng hồ chứ không chờ mà em mà đi lúc 4 giờ về Thank you.
khách. Lau nhà, lau đi. Ngày này con đã khá lắm. Đem là đấy lau mà ăn vào trong bò cứ bổ rồi nữa đi một nữa đi. Bảo lấy máy máy cánh để quay cho mình lắp cho bà nha.
Dạ bố thằng mình lấy iPhone và quay để cái máy này để đi có mạng đi. Chờ đem đi iPhone đi hả, đem cái kiến đi. Giờ lấy quay rồi mà iPhone lấy chứ không kéo lấy iPhone à. Để có mạng đi này. Giống gì cứ tưởng đi thì đem. Thank you.
Lăn chuột ơi. Đi tìm vịt bà hay lắm. Thấy chưa? Rồi, em nghe tiếng đang đụng. Rồi, nói cái đoạn gì vậy? Nghe tiếng rồi, tiếng rồi. Mấy người đây, mình đã mở khâu lại cho anh lúc lắm này. Để anh ra là bây giờ ngồi khâu đắng không nước quá hư của anh ấy nhá. Đúng rồi. Nghe thấy tiếng rồi bà. Tôi có mang không quay được có 2 tiếng chị, tôi quay được cái gì á, quay từ lúc bảy hơn 8 giờ tôi quay, tôi ra vườn.
thì nói như cho nữ nói chuyện đó, đời đời lúc mà có thì làm mà không thì mình lại làm việc khác vậy. Chứ mua những cái tin quay à, hay là mặn cái gì mà cái trò đi hay chơi cho mình nhân trường lắm chơi mình chơi dạ lắm chơi cái trò đi hay là mua quay đó, mua cái này là giấy tường đấy chứ, mua cái này này là cái trò à này. Cái nữa là đợt trước anh làm thủ công ấy, quay ba cái chứ quay cái cảnh cứ quay làm thủ công cứ gửi được 1 triệu 2 triệu đó à, rồi vừa mới làm đó. Anh mua mà mua gì vậy đó, anh mua cái gì này à, cái đó làm gì đó làm con nắng rau thì nhổ thì đang đặt để cứ quay nhặt rau nhiều đang chiều nay này có bằng trời nên này rất là ông nước như một hết không gian mà ông mở cửa ra đàn thấy rất là coi như là phá cửa lại vẫn đi chỉ có đi nước trong nhà không dám ra nữa, thế là ông đi tưới cây, thế là ông mở cửa ngõ thôi, thế là ông đi ra, thế sau em làm đồng nghi trong nhà thôi gọi bốn giờ ra một ô con chó của nay lại đi chơi không em nói không, thế nói đi chạy là coi như là đến chiều chó nó ăn thì vẫn ăn nhưng mà nó ăn ít thôi, thế là đêm mai sớm mai đổ là không ăn cái gì cả. Anh cũng không gọn mũi mà cũng không nghĩa, không đái, không nôn, không mỡ, không gì cả. Ở dưới là không ăn. Không ăn dưới là phải đi mua thuốc tiêm. Chà, cái tiêm có được thì sao nữa thôi. Cái để con rằng dưới sao cái con nó xuống rồi em bảo mấy cái trứng gà cho nó. Cũng không ăn. Không ăn dưới được đến bữa này dưới đến này. Đó là đến mới được bữa dưới đến này. Dưới là buổi trưa, ông cũng là trưa hai bà đi ngủ chức phá. Cũng là ông cũng mở con chó ra cho anh. Anh ốm à, ông ngẩng lên ốm, anh đi lang thang. Thế thì ông nằm thì lúc khoảng 1 giờ đến 2 giờ ông dậy là ông thấy anh giúp chốc vô cái chỗ mở cái đốt vàng. Chứ là coi như là anh giúp chốc vô ông kéo ra là anh đang thở. Là cái kiểu mọi bữa là anh ta khỏe là anh ta chứ ra anh ta giúp chốc vô đời anh ta bùi lung tung ra. Nhưng mà trời cái kiểu nói như kiểu là giống như mình cái bữa nay nhập là giúp vô nó không nâng ra được. Là hắn bị nghiện à, chẳng nhận được. Thế là nhà, thế là coi như là ống kéo ra là đang thở mà. Sao ông bụi có thịt chết không có rồi. Biết là làm thịt hay là làm thịt. Thịt chứ làm kén về. Để làm thịt. Còn ai không có cũng mua nhóm cành nó có đi ạ. Xong bụi đầu bắt ra để cái con đi. Đi. Chứ con chó con thì mới mua chó nhà em mua đó. Mua nhờ cô đạo nó bóng cành.
mùng 8 tháng 3 thấy con Hường hắn lên hỏi đưa hắn xuống. Đó là hỏi hắn cũng là trời thiếu muốn đi quay đó là bộ mô có cảnh cái quay nó vâng cái quay thì bộ mô có thì nó hỏi. Nó qua làm thay cô. Nó quay thì nó nói cho người ta đi được có máy. Đang sẵn thì chỉ có máy. Bây giờ mới ngồi ông nghĩ là con Trình là có mấy cái máy đó. Thế mới vừa ra đó mượn năm cái để thử quay thôi. Để quay mà được thì để mua lên cái mà quay. Thế là biết vị giữa mùng 8, mùng 7 mình gọi điện về. Thế là điện Zalo về, cho đi nói chuyện với ông, cho đi biểu mũi. Mai mùng 8 tháng 3 đi cho mẹ cái mạng điện thoại của mình. Mẹ đi quay, ống ở bên nó mũi, mẹ mới không quay được không? Quay cái gì quay, ống tinh như là mua 2-3 triệu để không quay được rồi hết á. Tính cái đinh ông hùng đó đó. Ừ, thế nói nhân tình đó, cái chị phải đầu tư đây chứ. Ừ. Đó là ông Kinh, đó là ông dưỡng mẹ không quay được, thằng Doãn ngồi trên này con, ông Kinh mẹ không quay được, biết lại không biết sử dụng máy. Được, mẹ lại vũ về nói chuyện mới thì chưa biết sử dụng, ôi trời em chi biết gì. Kinh Chính mới nói từ giờ nước mẹ trời, vũ là coi như được không nhìn, được không mơ, bấm mở ra, với lại tắt đi, thì phải chi mình chi cũng cần cái gì mà chạy công nhận không, chỉ quay thôi mà. Đó, cái mới vũ hả, đó, đó sao thằng Doãn còn mua thì con mua được thôi, mẹ thích mua nên thì cứ về. Rồi con mua nhưng mà chị Kinh mẹ không có ông ngồi bên nó mẹ không quay được thôi. Đó là nhà biết ông Trinh bố người cứ quay đi là kể. Giờ mi à. Này. Dạ. Em không cho bài mũi đi. Ừ, không sai là chết đấy. Không sai đâu, chắc là không sai đâu. Đấy, chắc là không sai đúng không? Đứng chẳng. Đứng à, không sai. Đứng đi. Quá chim được rồi đấy. Ồ, không chịu chùa. Thằng Giang không chùa. Thế thì cắt đi, anh đừng có đóng làm gì. Không, chùa thì anh chùa thôi. Nhưng mà anh nói mấy câu. Chơi đi nha. Tại vì bữa tôi lên đi tìm ngang thì thấy anh chạy ra anh bảo. Quân là về anh cắn mà quân chúa nhà anh tìm chỉnh bảo. Thì tôi giận nữa, tôi gọi chú chúa này chú mua là nhà đến. Đến Tết đây thì đúng Tết nó nổ pháo nó chạy đấy. Nó chạy đấy rồi tôi cũng đi tìm với lại cứ tìm lên nhà bằng ấn thì tìm vào sau chỗ bằng ấn lại không sang lúa. Thế nè, một là anh chạy ra đường rồi xe rồi đi mua rồi anh chạy nữa rồi chắc là xe đi đến tỉa vô đó rồi không nhớ đường. Rồi chỗ mà cái kia đó rồi đến cái thằng nó lại cứ để cho thằng anh ấy về. Thằng anh đang ở Hà Nội là tin ra anh cũng mừng mà cứ quấn lấy trên tôi ra tôi đứng bờ sông tôi hỏi anh chạy ra cứ mừng ngồi con lại nhỏ anh bệnh anh mình chùa về chứ còn trả cái cô nào mà cô mua cũng giống như thấy là ví dụ như thấy là chỗ này do mà sang nhà bác nữa thì mình cũng không biết chỗ nào mua đến cả thì mình chỉ vui nhưng mà đằng sau người ta đến hỏi thì mình trả bên nào muốn đến thì bảo ô chỗ nhà tôi đó thì chỗ nhà bác thì bắt bắt không phải thì cái giấy thì nói rất là đơn giản thôi hay không phải nhà bác hay mà làm số một trước. Ví dụ nơi làm xóm chạy xem thì cũng có phải có nhà chạy ấy, có nhà anh thấy bác đúng không? Bởi vì là hắn chạy đến nhà mình chứ mày không đi bắt trộm. Không bắt trộm hả? Mà không bữa là bắt trộm. Không bẩn mà là bắt trộm. Mà cái bữa là nổ pháo. Hắn chạy đến đi tìm mà không thấy. Thế tôi cũng ra cái lối chạy hay lại không ra, hắn lại cứ tìm ra bò sông giữa nhà bạn bắn rồi. Hắn lại nói hắn đi tìm rồi. Hắn ra bò sông rồi. Được chưa Minh? Dân bãi bạn. Ừ. Đang tính 2 tiếng lâu. 2 tiếng với 7 tiếng ngắn đây. Chứ rồi mấy bữa rồi chứ đêm mà anh tải cả anh ấy bà rồi đến lúc mua chúng ta tải đêm mà mấy chị đến
chứ mà muốn ví dụ ra một ngoài được mà đêm mà ra mà bận thì chứ đưa cho hắn rồi đánh đại để đến sớm này ra lấy máy. Căn bản cái thằng còn lấy thì quay rồi tới mua được, tới không được vẫn chưa trả lại cái thằng nó có tính. Nhặt đi, thải đi, đẹp. Mỗi người mua chợ, chợ mua cái ấy thấy tiền sao anh lèo, đây cũng bằng đây lại có sâu, kể chợ chả có sâu bữa. Một cà làm thế nó không có quả một có sâu. 25.000 cân cà chắc. Mua một cân nhưng mà tôi cũng mua 25.000 cân cà thế ăn chứ rẻ. Chứ nói với bác bữa đi qua về cái vô chợ thiều nó mà 10.000 cân bầu. Cái con bầu đó thân quả bằng đấy này, bằng như bắp chân đến rồi bằng đấy này. Bán cân lên cân 7. Thế là bố 17.000. Mà hai ông bà về ăn được có một ngày. Nhà một thùng đá thùng trà mù rồi. Không nhận đâu. Thèm mù mù. Ít thì sẵn xuống mà nhiều thì lại nạp thôi không phải sẵn. Anh ta một cái đó, đang cũng mượn được mua xuống mua trả nhá. Mấy sạch lắm ạ. Mấy dừa đó. Nhưng mà vành ngót thì vành kín, nó kín thì nó lại không, nếu không cho bắt mượn ạ. Răng hắn ra tưởng tưởng hắn kín thì là hắn hay nữa không? Hay răng. Ai là cú rồi chứ vậy? Áp được đi bữa. À rồi. Dạ, cú bữa. Không cú không chị cả, trăm cái à? Trăm. Mà sạch kia để mày mua cái vẻ cái kia xuống đất đó. Thế mà cứ mà đài thì là trời cho lên à? Ờ, anh đài thì trời sẵn lên. Còn chi đi đài hết cỡ đúng không? Vâng. Út. Chẳng chả thiếu trỏi chi hụt nhỉ. Ơi. Để anh mới nhanh vô anh nước, mấy nước ra được. Hả? Để cho anh nhanh vô anh. Cứ ngồi khó, cứ khâu này. Ngày ngày thôi nhưng mà là cứ khâu cái quán nó. Mi đi vào mông, mi đi còn vào mông phải đi. Thank you.
Xong à? Ừ. Hay là lấy con chó cái nguồn nó kinh không? Ừ, ra chỗ. Mình có hơi mũi mồm ra. Không. Mấy giờ Lam ơi? Mấy? Đứng đi xa nha.
Hắn đi về đường đây mà. Cái đường hắn đang ăn về là ăn về nhà ta mà. Đưa bà cái. Từ bắt bà đã. Mô bà. Bữa mẹ đi Tết mẹ đem ra mẹ để lại cho bà muốn. Bà chỉ qua ăn. Ừ, xin tình.
Bà cứ đọc đọc đại mà không phải đúng mà. Thank you.
đâm mới ngồi còn quay hỏi lúc cái lâu không hỏi lúc cái đi tìm thôi.
chứ ra. Ê ê. Nãy giờ mới ngồi mới quay hội, cứ không ngồi quay được còn vô nhà ngồi quay điện thoại hay gì? Đi không biết khâu. Không biết khâu thì cứ ngồi đó mà đi chi. Đi chơi là lẽ đó. Đỡ thời gian đi chi. Đi chờ mới vô nó quay điện thoại làm gì? Để lấy gì? Đôi mọi người kéo. Kéo lại mới được. Cô thích vô đâu quay điện thoại. Mình chờ lúc nãy, lúc nãy như đen. Đến này ra. Đen thì không. Thời gian mấy nổi rồi chờ quay 4:30 mới xong mà đi chờ nãy đi ra con là xong rồi à hiểu không chị hết đi ra con là chứ là nãy đi ra là không làm xong rồi con làm xong thôi vậy với ai ai coi được cái chi chú mặt mày nhát rồi mày thảo mày nhát gì rồi. Nhưng mà ngồi bác đen, có chó đi, có cắn đi này. Còn bác nữa, thường mất đi rồi. Thật mà. Đúng không? Cái bác này là đầu là bác nó máy đi em nè. Thế mà để cho nữa, thế mà bác nữa. Nó sao mà nó đét, thế mà bác nữa đét. Bác không biết là đưa máy bác nó quay chưa đủ. Bác nó lại lấy lại và nó quay. Đúng không? Đây mình chỉ coi nè. Con chó này còn cắn làm gì? Cứ ăn cắn tay. Ông mới lăn đi rồi đi. Thật mà. Chả lấy ngon cái cắn nó nhiều được không?
chạy dối rồi. Bây giờ đó. Giờ mà hơn 30 là xong. Bye.
24 rồi. Còn là 29 cũng nữa.
của 10 phút cuối cùng ấy. Mày quay hỏi mày hỏi luôn.
4 phút nữa. Rồi, giờ mình đến đây là kết thúc, chào bạn nhé.